Xin chào các anh chị. Hiện tại Việt cùng các anh chị em ở đây vừa hoàn thành xong ngày thứ 4 trong 8 ngày là NLP Master cấp độ thứ 2 trong lộ trình học về NLP theo giáo trình nguyên chủng của Hiệp hội NLP Hoa Kỳ mà Việt cùng các anh chị đã theo học của thầy Nguyễn Xuân Hương. Đấy. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 4 trong 8 ngày học thì Việt cùng các anh chị cũng được học rất nhiều những kiến thức rất hay. Thứ nhất đó, buổi sáng đó, thì anh chị em được học về MBTA là một cái cách để đọc vị người khác, đọc vị rất sâu đó. Có những cái đấy là một cái phương pháp khoa học. Đó. Đến buổi chiều đó, thì mọi người được học về cái bốn câu hỏi quyền năng để giúp cho mình, giúp cho khách hàng của mình vượt qua được những cái sự kháng cự khi mà hành động. Đó rất là hiệu quả. Và đến buổi chiều tối thì anh chị em được học về một cái nội dung là giúp mình vượt qua được những cái quyết định giới hạn. Ví dụ như là mình không có quyết định là mình không làm được việc này, không làm được việc kia. Đó thì nó giới hạn mình. Đó thì đây là một cái ngày học mà Việt thấy cực kỳ ý nghĩa. Đó, đây là ngày thứ tư. Vậy thì ở bên cạnh Việt thì có hai chị, thì cũng nhờ hai chị chia sẻ một chút cái cảm nhận để cho anh chị em biết nhé. Đây là chị Oanh và bên cạnh là chị Nga. Ok, chị Hồ Nga. Rồi, em mời chị Oanh. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư của khóa Master NLP. Thì Oanh và Hồ Nga vừa trải qua một phiên cốt là trị liệu quyết định giới hạn. Thì mình vừa được Hồ Nga cốt. Thì trước mình học Brack thì cũng trị liệu về quyết định giới hạn thì thực ra nó cũng chưa được. Nhưng đến lớp Master thì bạn Nga đã cốt cho mình và mình đã thực sự là lần này là vào được tiềm thức của mình. Và trước mình cũng vẫn cứ giới hạn là không ai dẫn được mình vào tiềm thức. Và hôm nay thì chính thức là Hồ Nga đã dẫn được vào tiềm thức mà mình vào rất là sâu. Và mình nhận ra là cái quyết định của ngày hôm nay không phải là quyết định của ngày hôm nay mà nó đã quyết định từ trước rồi. Mình đã bị cái giới hạn đó từ trước, từ ngày khi mình còn rất nhỏ rồi. Và chỉ có khi vào được tiềm thức thì mình mới nhận ra điều đó. Còn khi ngồi thì bạn hỏi nhưng mà mình không thể nhớ ra là ngày bé mình đã có những quyết định gì đã giới hạn mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì thực sự là rất là cảm ơn bạn Nga. Em Nga em đã giúp cho mình vào được tiềm thức và mình hiểu rằng là cái quyết định của mình từ ngày đó. Và sau khi mà trị liệu xong thì mình quay lại trở lại cái ký ức của từ thời còn bé nữa thì mình nhận thấy rằng là nó không còn cái giới hạn đó nữa. Và chắc chắn là sau khi giải quyết được cái quyết định giới hạn này thì mình sẽ thay đổi. Rất là cảm ơn em Nga và cảm ơn Việt, cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Hương đã cho chúng mình học và hiểu được thật sự mình như thế nào từ quá khứ cho đến hiện tại. Và bây giờ nhường lời cho em Nga, người đã cốt cho mình. Rồi, cảm ơn chị Oanh đó. Mời chị Nga chia sẻ một chút cái cảm nhận của ngày 4. Đầu tiên thì cũng rất là cảm ơn chị Oanh bởi vì đã tin tưởng giao cho em Nga thực hiện cái phiên cốt này. Đó. Và đây cũng là cái cơ hội để em Nga càng khẳng định hơn nữa cái khả năng, cái niềm tin vào cái việc là mình có thể là cốt được tốt cho người khác. Và đặc biệt là đến những cái kỹ thuật mà dẫn khách hàng vào tiềm thức đó. Bởi vì là sau một chút cái thời gian để em Nga đọc cái lời dẫn ấy, thì bằng cái cảm quan, bằng cái giác quan của mình thì em Nga cũng nhận ra được rằng là chị Oanh đã vào tiềm thức rất là sâu. Đó. Và cũng chỉ là làm theo đúng cái kỹ thuật, làm theo đúng kịch bản thôi. Và kết quả là phiên cốt đã diễn ra rất là thành công. Đấy. Và đã giúp cho chị Oanh là gỡ bỏ được cái quyết định giới hạn của mình là chị Oanh không thể học được giỏi. Và rất là đặc biệt là bởi vì vào khi mà vào sâu vào trong tiềm thức rồi á thì chị Oanh lại lục tìm lại trong cái ký ức của mình rất là nhiều cái ký ức từ thời còn xưa bé. Đấy là cái điều kỳ diệu khi mà mình làm việc thật sự sâu với tiềm thức. Đấy. Và thực sự khi mà mình giải quyết được vấn đề cho chị Oanh á thì cái cảm xúc của em Nga đấy đang em Nga cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui và rất là tin tưởng vào bản thân mình. Đấy. Và đấy là cái cảm xúc ngày hôm nay, cũng rất là biết ơn chị Oanh và biết ơn em Việt đã cho chị cái cơ hội được chia sẻ cái cảm xúc của mình. Đó. Và cái buổi học ngày hôm nay thực ra ngày học này thì em Nga cũng đã rất là mong chờ, sau mấy ngày nghỉ thì rất là mong chờ được quay trở lại với lớp, quay trở lại với khóa học NLP Master. Bởi vì em Nga thực sự là nhận ra thấy rằng gì,
những cái kiến thức, những cái công cụ kỹ thuật ở cấp độ master, nó cực kỳ uy lực và có sức mạnh, và nó còn cao gấp cho gấp khoảng tầm 7 đến 8 lần so với cấp độ fresh đấy. Và ngày hôm nay, riêng ngày hôm nay thì là ba cái nội dung đã được học như lúc nãy em Việt có chia sẻ. Thì riêng cái buổi sáng ngày hôm nay là mình học về cái MBTA, đúng không ạ? Và đấy là một cái công cụ để mình có thể sử dụng để mình đọc thật sâu, và mình có thể đọc vị được sâu khách hàng. Và từ cái việc mình đọc vị thật sâu khách hàng, mình hiểu được cái hệ giá trị của người ta, bên trong người ta có cái gì, thì mình sẽ hiểu được về tính cách, về con người, về tất tần tật của người ta. Thì lúc đấy mình sẽ biết được rằng là bạn này là người như thế nào. Và đối với một người coach cũng như là một người lãnh đạo, thì mình sẽ biết được rằng là gì, mình sẽ hiểu được hơn người ta, và mình sẽ biết được là mình ứng xử như giao tiếp với người ta như thế nào cho nó hiệu quả, và mình sử dụng người ta vào việc gì để để có thể là phát huy được tối đa cái hiệu suất, phát huy được tối đa cái khả năng của người ta. Đấy, và tạo được một cái sự kết nối, một cái sự kết nối hiệu quả giữa người quản lý và người nhân viên, cũng như là gì, là mình sẽ thể hiện được cái sự ảnh hưởng của mình với họ. Đấy, thì thực sự đây là một cái module rất là tuyệt vời. Và chắc chắn là mình sẽ phải là nghiên cứu lại và tìm hiểu sâu để làm thế nào mình có thể ứng dụng những cái kiến thức đấy vào cuộc sống, nó biến nó thành cái kiến thức của mình, để mình sẽ có thể là có được những cái kỹ năng để mình ấy. Hôm nay cũng rất là cảm ơn Việt. Đó là một số cái chia sẻ của một số anh chị em mà đã học cái chương trình Master. Hôm nay là ngày thứ tư. Thì bản thân Việt thì Việt rất ấn tượng với cái buổi chiều là 4 câu hỏi để giúp cho mình có thể là vượt qua được những cái chần chừ trong cái hành vi, hành động của mình, hoặc là mình đưa ra những quyết định, mình tự tin với những quyết định của mình hơn. Và vừa rồi thì cả buổi chiều tối thì Việt cũng được được một chị coach cho Việt về cái niềm quyết định giới hạn nữa. Đó, thì mình cũng phá vỡ được cái quyết định giới hạn là mình không giỏi về con số, mình không giỏi về những cái làm việc với con số, các file Excel mọi thứ. Thì đấy, nó đến từ cái quá khứ ngày xưa của mình. Nói chung là bây giờ mình cũng học được rất nhiều bài học, và mình thấy là hoàn toàn không đúng, và mình hoàn toàn có thể làm việc được với những cái công việc mà có thể liên quan đến con số. Ok, đã review với mọi người một chút về ngày 4 nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, Việt và cùng một số anh chị em lại tiếp tục review cho bạn xem. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại.